Còn có ngôn viện trưởng, ngài là 97 cấp siêu cấp đấu la, ta vừa mới qua cấp 80, cùng với ngài thiền xòa địa viễn trở đất cách biệt đó. Đừng nói là 3 năm, coi như là 30 năm ta cũng chưa chắc có thể tu luyện tới cấp bậc này của ngài. Ngôn viện trưởng mỉm cười sẽ nói, được rồi, tiểu tử người cũng không cần phải ngôn cuồng phỉ bỏ. Năng lực của người chúng ta còn không biết hay sao, người am hiểu nhất chính là sáng tạo kỳ thích, còn nói 30 năm 97 cấp. Đây là không đủ dùng được sao? Tốt như vậy, ta bên này cho ngươi buông lòng một chút. Ngươi cùng với Vũ Đồng không phải là có vũ hồn dung hợp kỹ hay sao? Ta bên này khảo hạch cho phép hai người các ngươi đồng loạt ra tay. Chỉ cần các ngươi liên thủ có thể chiến thắng ta, ngươi là vượt qua kiểm tra rồi. Tiên Lâm Nhi nhẹ gật đầu rồi nói, ta đây cũng nhường một bước tốt rồi. Các ngươi đường môn không phải có Hiền Tử Vân vị kia cấp 9 hồn đạo sư hay sao? Như vậy đi, cho người liên thủ với hắn, cho phép hắn bồi người đám bọn họ cùng một chỗ là học viện chế tác ra hai quả cấp 9 định trang hồn bạo đạn pháo bắn ra, cũng coi như người vượt qua kiểm tra đi. Đây là nghiền ép đó, chân trụi nghiền ép sức lao động đó, Vũ Hạo lúc này thầm nghĩ lẹ rồi đầy mặt. Thế nhưng mà vừa mới tìm về đường Vũ Đồng, tâm tình của hắn thật sự là quá tốt rồi, vậy thì thật là khóc không ra nước mắt. Vẻ mặt của Huyền Lão rộng lượng mà nói, nếu bọn hắn đều bị một bước này, lão phù kia cũng nhường một bước rồi. Trong vòng 3 năm, ngươi đang hoàn thành khảo hạch, cũng cho phép ngươi và đường Vũ Đồng tạm thời cùng một chỗ. Nhưng nếu thời gian 3 năm này còn chưa hoàn thành, cũng chưa có trách ta đám bọn họ hoặc tổng gia uyên ương nha. Trên trán của Vũ Hạo tràn đầy huyết sắc, điều này làm cho bước cùng không để cho khác nhau lớn hay sao? Ngôn Thiếu Triết cười híp mắt rồi nói, người trẻ tuổi đối với chính mình có lòng tin, đối với người mà nói là áp lực, cũng là động lực. Vốn là chúng ta cũng không có ý định gây áp lực lớn cho người như vậy. Nhưng nhìn người cùng với Vũ Đồng đi cùng nhau chắc chắn là tâm tình rất tốt. Áp lực này cũng thả ra không sai biệt cho lắm. Không người nào áp lực bay bóng, người đã vốn là áp lực thả ra rất khá. Như vậy chúng ta tự nhiên cũng phải cấp cho người một lần nữa gây ra một ít áp lực, tránh cho người không đủ nguyên chú cùng với cố gắng. Quá độc ác đi, Vũ Hạo hoàn toàn không nói lên lời bất kỳ phản bác nào cả. Qua nhiều năm như vậy, học viện dạy bảo hắn, trợ giúp hắn, để cho hắn dần dần đã trở thành một đời tuổi trẻ ở bên trong người lồi bật. Hiện tại học viện muốn sát hạch làm khó hắn, gây áp lực cho hắn, hắn có thể nói cái gì đây? Vũ Hạo mặt đen kịt, gương mặt bật đắc sĩ. Đường Vũ Đồng nhéo tay của hắn. Vũ Hạo quay đầu hướng đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng mỉm cười rồi nói, ngôn viện trưởng nói rất đúng, có áp lực cũng không phải là chuyện xấu, cũng không phải chỉ là một mình người cố gắng. Còn có ta, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, thời gian 3 năm không lâu cho lắm, nhưng là công tính ngắn ngủi. Đường Phu Đồng cổ vũ, đối với Vũ Hạo mà nói, bất luận cái gì, linh đan, rượu dược đều hiệu quả tốt nhiều lắm. Thở sâu, nhìn về phía trước mặt của các vị trưởng lão, Vũ Hạo nhẹ gật đầu rồi nói, được rồi, đệ tử nhất định toàn lực ứng phó, thông qua khảo hạch. Huyền Lão mỉm cười rồi nói, cái này là được rồi nha, ngươi yên tâm đi, ngươi tu luyện ở trong khoảng thời gian này, học viện sẽ không lại thêm vào đưa cho ngươi bất luận công việc gì cả. Còn của ngươi cuối cùng hạch nhất khảo hạch, chúng ta cũng sẽ căn cứ tình huống cụ thể của ngươi, cùng với đại lực tình huống ở bên trên mà định ra. Quay đầu, ngươi có thể cố gắng tu luyện, lần này các ngươi tiến về phía trước Thiên Hồn Đế Quốc tiền tuyến, đưa cho Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện trầm trọng một kích này, đánh tan thứ nhất các hồn đạo sơ đoàn. Còn có một vị trí phong hào đấu la cấp tà hồn sư khác, cho bọn hắn sự đả kích không nhỏ. Một lát Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện hẳn là không có hành động lớn đấy. Tiền tuyến vừa truyền đến tin tức, vị kia được gọi là Nhật Nguyệt Lữ Vũ Thần Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng hậu đã có thai, tạm thời không để đấu tranh ra anh dũng rồi. Cái này cũng cho chúng ta đầy đủ thời gian giảm sốc. Nhật Nguyệt Lữ Vũ Thần mang thai. Nghe được mấy chữ này, Vũ Hạo không khỏi chấn động. Hắn đương nhiên biết rõ Nhật Nguyệt này vũ nữ thần là ai. Một loại cảm giác khó tả dưới đáy lòng của hắn bay lên. Hắn cùng với Quất Tử quan hệ trong đó có một chút mập mờ khó hiểu, nhưng mà cũng không phải địch nhân. Lúc trước hắn cùng với Quất Tử cùng một chỗ tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn học viên, hắn còn không biết đâu nhi là thần nữ nhi. Có thể nói Quất Tử là người thứ nhất để cho hắn động tâm nữ nhân. Về sau bởi vì hai người thân ác phận cùng với mục tiêu của Quất Tử mới dần dần đi xa thẳng đến bên trên chiến trường tương kiến. Quất Tử nói với Vũ Hạo mềm lòng, nhưng trên thực tế trong lòng của nàng đang đối mặt với Vũ Hạo, cảm giác không phải là mềm lòng đâu này. Đối với Quất Tử, Vũ Hạo không cách nào sinh ra lựa phần địch ý đấy. Quất Tử có tài hay sao? Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế hài tử của Tử Thiên Nhiên. Cho dù Vũ Hạo biết rằng mình và Quất Tử cũng không phải là cái loại tình cảm này, nhưng trong lòng như trước không khỏi có chua xót, có lẽ là làm nhân chân trì thường tình đi. Các vị trưởng lão, nếu khảo hành là như vậy, ta đây mau đi cố gắng thôi.
Vũ Hạo cười khổ rồi nói, quay người muốn đi. Chờ có đi đấy, Huyền lão lại nói. Chuyện gì vậy? Vũ Hạo lúc này hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng của Huyền lão. Huyền lão lại nói, ngươi xem, vì chuyện của ngươi, chúng ta những lão xa hỏa này đều tụ tập lại với nhau, cũng không dễ dàng. Huống chi cũng không thể khiến cho ngươi chuyến này đi không được gì, bởi vì cái gọi là biết mình biết người, bách chiến bách thắng. Ngươi chỉ sợ đối với Thiểu Triết năng lực còn không hiểu rõ cho lắm. Không bây giờ hai người các ngươi cùng với Thiểu Triết luận bàn một hồi đi. Một cái là để cho chúng ta xem các ngươi năng lực bây giờ có thể tới trình độ nào. Cái khác cũng là để cho người hiểu biết được Thiểu Triết năng lực cơ hội tốt. Bởi như vậy ở trong quá trình tương lai các người tù luyện cũng có thể có phổ. Cùng với Ngôn viện trưởng luận bàn hay sao? Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng liếc nhau. Ngôn Thiểu Triết là người nào? Sư lãnh các học viện Vũ Hồn Hệ viện trưởng, đời trước Hải Thần Các chủ mục lão đại đệ tử. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng cùng với Vũ Hạo là sư huynh, càng là 97 cấp siêu cấp đấu la. Tại sử lấy các học viện, hiện tại thực lực của Ngôn Thiểu Triết ít nhất có thể xếp vào trước thứ 5. Hắn Quang Minh Phượng Hoàng Vũ Hồn lại còn một ít cực kỳ thần diệu năng lực nữa. Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng đều là không lâu mới tiến vào trong cấp bát cấp đấy. Luận thực lực coi như là 10 người bọn hắn cũng chưa chắc có thể là đối thủ của Ngôn Thiểu Triết mới đúng. Nhưng đây là đang không tính Vũ Hồn Dung Học Kỹ điều kiện tiên quyết. Trên thực tế, đêm qua Hải Thần Các Bồ Lão họp suốt đêm là nhắm vào Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng Võ Hoàng Dung Hợp Kỹ. Vị trí của trưởng lão đương nhiên sẽ không có chuyện rảnh rỗi đến khó xử cho Vũ Hạo. Sở dĩ đã hôm nay ba loại vô cùng chật vật khảo hạch là bọn hắn theo lâu dài cân nhắc, sau đó mới quyết định như vậy. Khảo hạch nhắm vào Vũ Hạo cũng không phải là vì làm khó hắn, mà là vì để cho hắn càng nhiều thời gian ở lại học viện cùng với Đường Môn cố gắng tu luyện. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bốn người Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ lên, chư vị tưởng lão đều thấy được tương lai lịch sử của sử lãnh các học viện vô cùng quang minh. Hai tên hồn sư này đều là cao cấp hồn sư như vậy, có thể thi triển ra bốn người võ hồn dung hợp kỹ. Như vậy một khi đợi tu vi của bọn hắn đạt tới phong hào đấu la cấp bậc, sau đó nói không chừng có ngăn cản được cả cực hạn thực lực đấu la nữa đấy. Sử lãnh các học viện so với việc thánh linh giáo, trên trình thể thực lực còn là ai có sai biệt cho đấy. Duy nhất có thể bằng vào học viện vạn năm nội tinh. Hơn nữa, lúc trước, Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giao, cùng với Tử Thần đấu la Diệp Tịch Thúy, cùng với Long Thần đấu la Mục Ân ở giữa ân oán tình kiều. Nhưng mà tương lai, Nhật Nguyệt Đế Quốc muốn thống nhất đại lục, sử lãnh các học viện một cửa ải này là vô luận như thế nào cũng không vòng qua được đi. Mọi người tổng hội ở trên chiến trường tướng kiến, mà ở cao đoàn nhất về mặt chiến lược, học viện bên này không thể nghi ngờ chính là thiệt thòi đấy. Tuy nói hiện tại, sử lãnh các học viện cùng với Tinh Đấu Đại Sơn Lâm với hồn thú quan hệ mật thiết, nhưng thực đã là đến lúc kia, vô luận như thế nào, thần thú đế thiên cũng sẽ không vì sử lãnh các học viện mà xuất thủ. Không nói trước sử lấy các khảo viện tại thú triều ở trong trận chiến ấy đưa cho phí hồn thú trọng thương. Đơn giản là nhân loại trong lúc đó lưỡng bại cầu thương đối với hồn thú thế giới chỗ tốt, để phí hồn thú không có khả năng trợ giúp sử lấy các khảo viện cái gì cả. Dưới những vấn đề này, sử lấy các khảo viện hiện tại nhu cầu cấp bách cường giả đỉnh cao đến đối kháng với thánh linh xá cam đoàn chiến lược. Huyền lão mặc dù đã đến cực hạn cánh cửa đấu la, nhưng không ai so sánh với hắn rõ ràng hơn nữa là muốn theo cấp 98 đột phá đến cấp 99 là sự tình gian lan dường nào. Mà Ngôn Thiểu Triết, Tiên Lâm Nhi, hai vị viện trưởng này mặc dù cũng đều đã thành siêu cấp đấu la, nhưng bọn hắn khoảng cách cực hạn đấu la cực kỳ xa. Không chỉ là bọn hắn, tất cả sư đánh khác các hồn sư đều là như vậy. Dựa vào cái gì để ngăn cản cực hạn đấu la đâu này, trái lại gọi như vậy mà xuyên ra trên người của thế hệ trẻ. Quả thần Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng thực lực cá nhân ở trong thời gian ngắn đạt tới siêu cấp đấu la, thậm chí là cực hạn đấu la, không thể nghi ngờ chỉ là nói chuyện hoang đường viển vông. Nhưng tình huống của bọn hắn bất đồng, ngày hôm qua hai người thể hiện ra võ hồn dung hợp kỹ. Tất cả hai thần các bồ lão đều bị chấn kinh, cảm giác của bọn hắn hạng gì nhạy cảm đấy. Vào thời khắc ấy, bọn họ rõ ràng cảm giác được thực lực của cả hai người đã tăng lên tới một cấp độ nào đó, làm cho bọn hắn cũng phải kinh ngạc. Cũng không phải là bát cấp hồn đấu la mới có khả năng đạt tới. Vô luận là Vũ Hạo hay là Đường Vũ Đồng đều bị siêu cao đích thiên phú, bọn họ vũ hồn dung hợp kỹ, nói không chừng là sáng tạo kỳ tích trụ cột. Bởi vậy suy đi nghĩ lại, học viện quyết định không tiếc bất cứ giá nào giúp bọn hắn mau chóng tăng cường thực lực lên. Tương lai không lâu đối mặt với thánh linh giáo, thành là chân chính chủ lực. Vũ Hạo không biết dụng ý của học viện chư vị trưởng lão, mà lúc này đây để cho Ngôn Thiểu Triết đến dò xét chiến lược của bọn hắn, tự nhiên cũng là chư vị trưởng lão nghĩ kỹ đấy.
Vũ hồn dung hợp kỹ phóng thích ra khí tức là một chuyện, ở trên chiến trường có thể có thấy được uy lực lại là một chuyện khác rồi. Đầy đủ lực áp lực, bọn họ hoặc là sụp đổ, hoặc là sẽ thể hiện ra sức lực mạnh mẽ. Sử lai các học viện, những lao xả này đã bọn họ, vị nào không là có thêm nhiều năm kinh nghiệm xây học hồn xương nghiên cứu chuyên gia đấy. Bọn họ đầy hy vọng rằng thông qua trận chiến này, Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng có gì đó cần tăng cường, có thể tại phương diện đó trợ giúp bọn hắn. Đường Vũ Đồng hướng Vũ Hạo nhẹ gật đầu, đôi mắt linh động dễ thương tiếp theo là một cái chớp mắt trở lên sắc bén. Cường đại tín niệm này theo Hạo đồng chi lực chạy vào bên trong cơ thể của Vũ Hạo. Phần này tín niệm giành dự chính là tất thắng. Biết rõ không thể làm mà thôi, tín niệm tất thắng này đây là người cường giả nhất định phải có phẩm chất. Đường Vũ Đồng cùng với Vũ Hạo một lần nữa quen biết nhau, nàng không chỉ là bạn gái của hắn, càng là đồng bọn của hắn, chiến hữu. Bọn họ mới vừa tiến vào trong học viện liền kề vai chiến đấu. 10 năm sau đó, hôm nay bọn họ như trước sóng vai, nhưng bọn hắn đã có thể khiêu chiến sử lại các học viện vũ hồn hệ viện trưởng. Đây cũng có thể nào không chiến ra người ta hưng phấn đâu này. Cảm nhận được Đường Vũ Đồng truyền tới cường hãn chiến ý, Vũ Hạo nguyên bản có một chút buồn bực lỡ lòng, cũng tiến hành phát sinh ra biến hóa, đã nói phải bảo vệ nàng, nàng đều có chiến ý như vậy, ta lại sao có thể lảo nhát gan đây. Hồn lực lưu chuyển, nhanh chóng cùng với Đường Vũ Đồng hồn lực tiến hành lẫn nhau, Hạo đồng chi lực tiến hành một lần nữa dung hợp. Vũ Hạo phát hiện ra, bên trong cơ thể của Đường Vũ Đồng, hồn lực như trước bị chốc sang một bộ phận năng lực bị nàng ẩn chứa ở bên trên trán của tam sở kích quang vân ở bên trong. Thiếu đi phần này hồn lực, nàng biến trở về sảng khoái sơ vương đồng nhi, vuồn vẫn là quang minh lữ thần điệp. Vũ Hạo cũng không rõ ràng lắm Đường Vũ Đồng phần lực lượng này là cái gì, nhưng cấp độ lên giống như còn áp đảo hồn lực quán phía trên vậy. Lúc trước, cũng chính bởi vì phần này cao cao tại thượng hồn lực đạo được cho bọn họ không cách nào tiến hành vũ hồn dung hợp mới sinh ra nhiều hiểu lầm như vậy.